Thưa quý vị, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có khoảng 5.000 hộ dân, trên 23.000 nhân khẩu với 70% sống bằng nghề khai thác, đánh bắt hải sản trên biển. Mặc dù làng chài Phước Hải giờ đây đã phát triển thành một thị trấn sầm uất với nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ tấp nập, nhưng vẫn còn đó một bộ phận ngư dân vẫn hành nghề lưới thúng truyền thống đánh bắt gần bờ như là một cứu cánh cho cuộc sống mưu sinh vất vả. Làng lưới thúng Phước Hải thời gian gần đây dường như nhộn nhịp hơn bởi cuộc sống mưu sinh của các ngư dân chỉ cần có một chiếc thuyền thúng, vài tấm lưới và một cây đèn neon. Khác với việc đánh bắt cá của những chiếc tàu công suất lớn, mỗi chuyến biển của người làm nghề thuyền thúng chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, ngư trường đánh bắt gần bờ trong vòng dài 3 hải lý. Mùa lưới thúng diễn ra quanh năm, lúc biển động, sóng to, tàu thuyền lớn không thể ra biển, thì thúng là phương tiện của ngư dân tìm thu nhập và cung cấp hải sản tại chỗ. Chi phí cho mỗi lần đi biển chừng hơn 2 lít dầu, cộng với vài tay lưới bén, lưới hai lường là có thể hành nghề. Vì vậy, khỏe cho người đi biển. Cái nghề này sống ngày xưa giờ là ông bà cũng sống nghề theo nghề biển. Và bây giờ nếu mà từ này mà chuyển cái bờ cũng không biết cái nghề gì làm, cho nên cũng phải làm theo cái nghề biển của ông sơ mình để lại để bám theo nghề biển đi làm. Có bữa thì cũng bán cũng triệu cũng mấy, có bữa cũng vài trăm, 200-300, nó vô chừng vậy á. Cái nghề biển giả mà được, cũng kiếm ăn đồ được, cũng không đánh đổi vất vả. Thị trấn Phước Hải hiện có khoảng 60 hộ làm nghề lưới thúng. Đối với ngư dân nghèo, vốn ít thì thành quả lao động của một đêm đi biển chỉ vài con cá, con mực. Tuy giá trị không lớn, nhưng quan trọng là có cá tươi, đỡ phải tốn tiền mua thức ăn cho gia đình. Dư thì đổi gạo, các thứ khác. Vậy cũng đủ đắp đổi qua ngày. Tôi học cái nghề này từ đời ông cha, sinh ra tôi làm bao nhiêu năm, 50-60 năm. Nó cũng đắp đổi qua ngày, rồi có khi có, khi không rồi vậy đó. Rồi có khi cũng có dư, có khi nó cũng hụt, rồi đắp qua đắp lại vậy thôi. Nếu mà nghề thúng này nói chung là nó cũng có nhiều người yêu mến, ta mới là làm tại đây kiếm ăn hàng ngày, đắp đổi hàng ngày, dù tu bổ lưới chài, chứ dư giả thì nó không có dư. Đều đắp đổ hàng ngày cho đủ cuộc sống người ta hơi thoải mái một chút vậy thôi. Làng chài Phước Hải giờ đây đã phát triển thành một thị trấn sầm uất với nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ tấp nập. Nhưng đối với người dân, nghề lưới thúng vẫn là cần câu cơm vô cùng quan trọng, đã giúp cho nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Dẫu sau này nghề lưới thúng có bị mai một, nhưng tên làng, tên nghề vẫn mãi động lại trong lòng những người dân Phước Hải. Bởi đây chính là phương tiện khởi nghiệp của ông cha ngày trước.